Chào tất cả anh em nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em tách cá ra phôn, phôn cá như thế nào là đúng cách. Và mình sẽ hướng dẫn từ A cho tới Á. What the hell? Nắng quá mấy bạn ơi. Nắng quá này mình chưa ra quay được, chút nữa mình sẽ ra quay ba cái bầy cá để giúp anh em biết được cái khi nào là cái thời điểm nào để mình tách cá ra phôn và phôn như thế nào để cho cá nó lên màu, đuôi vai bung ok nhé. Và mình nói sơ phôn cá là gì nha. Phôn cá nghĩa là mình tách một con cá ra khỏi bầy khi nó tới thời điểm. Nếu như anh em tách cá không đúng thời điểm thì con cá nó sẽ không phát triển tốt nhất, màu nó sẽ không đẹp nhất. Và mình tách cá ra khỏi bầy đơn giản là cho nó khỏi cắn nhau và nó bung đuôi vai ok hơn, có giá trị hơn thôi. Đơn giản phôn cá là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ ra quay ba cái bầy cá cho anh em xem. Đầu tiên mình sẽ nói về cái bầy cá Fancy 50 này. Vì sao mình lại tách nó trong ngày hôm nay? Đây các bạn, để mình vớt lên vài con cho các bạn xem nha. Đây. Vì sao mình lại tách ở trong ngày hôm nay là vì lý do nó đã lột rồi. Các bạn thấy không? Nó lột rồi. Và Fancy Copper thì nó có hai giai đoạn là lên màu và lột. Khi nào nó lột như thế này là bắt đầu mình lên phôn. Là bắt đầu mình sẽ tách ra mình phôn để tránh cái trường hợp nó cắn nhau trong bầy. Những cái con có máu đỏ rết á, thường thì nó có xu hướng á là cắn nhau nhiều hơn ở trong bầy nha. Như con này thì anh em nên để lại để cho nó lọc thêm rồi bắt đầu mới lên phôn nha. Đây, những con cá như thế này thì anh em lên phôn được rồi, tại vì nó đã lọc rồi. Như thế này á, chỉ cần anh em phôn thêm nửa tháng nữa là màu nó sẽ đỏ lên. Đó là cái lý do vì sao mà mình tách cá của cái bầy này trong ngày hôm nay để mình phôn. Đó là cái lý do đầu tiên. Và mình sẽ đến cái bầy thứ hai. Bầy thứ hai nó cũng lột rồi nhưng mình chưa phôn. Bài này là bài Nemo đó, cha Nemo lúc nãy đó. Đây mình sẽ lựa lên vài con cho các bạn xem. Các bạn thấy nó lột cái nhầm nhỡ không? Cá quay thường là có ba giai đoạn nha anh em. Ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nó lên màu, sau đó là nó sẽ lột ra cello, và cuối cùng là nó lên màu lại. Khi nào nó lên màu lại là bắt đầu mình sẽ tách ra phôn. Còn những con cello cứ để ở trong bầy. Đây, đây là cái thời điểm nó đang lột nha. Đây là thời điểm đang lột nên mình sẽ đợi cho nó lột thành cello, cello như thế này này. Đây, cello như thế này. Sau đó nó sẽ lên màu lại. Đây. Khi nào mà nó bắt đầu lên màu lại, lên màu ok là mình sẽ tách phôn. Và mình nói là không có một bài cá nào 1 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi hay 3 tháng rưỡi là sẽ tách phôn. Cứ bài nào mà các bạn cảm giác là nếu như á, là Fancy Copper á, hoặc là Fancy 50 á, mà nó lột sớm thì các bạn tách phôn. Còn nếu như á, và những cái dòng coi á như Galaxy hay là Nemo đồ á là cứ để cho nó lột thành cello, sau đó lên màu lại rồi bắt đầu mới tách phôn. Và cái thời điểm á, hợp lý nhất là như vậy. Còn vấn đề thời gian là do tùy theo các bạn nuôi thôi. Các bạn nuôi tốt thì nó lột tốt, nó lên màu sớm thì các bạn tách. Còn không tốt thì cứ để đó trong bầy, khi nào nó lên màu thì các bạn tách ra phôn.
Cái vấn đề đầu tiên là như vậy. Và cái lý do vì sao mà nó không, cũng là một bài nhưng nó không lột, vì đây là bài Galaxy. Cha mẹ nó vẫy hơi dài nên nó cùng thời điểm, mặc dù nó to rồi, mặc dù nó to rồi nhưng nó cũng có vài con trong bài lột thôi, chứ chưa lột hết. Có thể nó sẽ là 3 tháng, 4 tháng, tùy. Mình để càng lâu thì nó mệt mình thôi, tốn thức ăn thôi. Đó, đó là ba cái bài cá mà mình muốn giới thiệu khi nào để các bạn tách ra phôm nha. Ok, bây giờ là đến cái phần thứ hai là cái phần phôm cá. Đây mình giới thiệu cho các bạn biết vì sao mà mình phôm cá ở trong này trước, sau đó sẽ phôm bên cái hũ kia sau. Bây giờ mình sẽ nói sơ về cái tác dụng của cái này. Khi mà các bạn phôm cá màu đen á, phôm những cái hũ như thế này này, màu đen như thế này là giúp cá sẽ nhanh lên màu hơn, nhanh lên màu thôi nha. Ví dụ như mình thay vì là nó 20 ngày nó mới lên màu màu red, mà ví dụ như vậy thì mình phôm trong này 10 ngày thì nó sẽ lên màu red luôn rồi, có nghĩa là nó lên nhanh hơn thôi, lên sớm hơn đó. Là thời điểm ở trong bài kia là khi các bạn tách ra là các bạn đang bỏ vào có một cái hũ đen như thế này. Các bạn để càng tối á, thì con cá nó sẽ lên màu tốt hơn và nó sung hơn. Đó là cái lý do vì sao mà mình sẽ phôm ở trong này. Các bạn nên phôm ở trong này là ít nhất là 10 ngày, chỉ có việc cho ăn và thay nước thôi. Đây mình có đục sẵn những cái lỗ như thế này nè, đục sẵn những cái lỗ như thế này để mình thay nước nhanh hơn. Các bạn nhớ nha, khi tách ra khỏi bài là các bạn cho vào một chỗ như thế này và phôm nó 10 ngày, và đặc biệt là chỉ cho ăn lăng quăng nha các bạn, chỉ cho ăn lăng quăng thôi, cho ăn lăng quăng ngày 2 lần, sáng và chiều, một lần ít thôi, cho ăn nhiều thì cũng không tốt đâu. Và 3 ngày thay nước một lần, nước không nhớp cũng thay để giúp cho cá nó sung hơn, màu nó sẽ nhanh lên hơn. Đây là cái chỗ mình sẽ phôm cá 10 ngày đầu tiên. Sau khi 10 ngày mình sẽ qua bên này. Sau khi phôm đó 10 ngày thì mình sẽ tiếp tục qua bên này phôm thêm 15 ngày nữa. Mình phôm trong này thêm 15 ngày nữa nha các bạn. Đây, đây là cái hũ, đây là cái chai nước khoáng 1 lít rưỡi. Mình có đục lỗ này. Đây là cái thời gian mình chuẩn bị cá này, mình lên phôm nên mình chuẩn bị hết trước, sau đó mình mới phôm cá. À, và mình nói sơ về cái vấn đề vì sao mình phải dán keo và chừa một cái lỗ chỗ này mà không phải là ở trên này hoặc là dưới này. Đầu tiên á là các bạn nên dán và để cái lỗ như thế này để giúp cho cá nó kè, nó thấy nhau nó kè nha các bạn, để cho nó bung cái phôm của nó ra, bung đuôi vai của nó ra, cứ gặp nhau là nó kè thôi. Và cái đặc biệt là khi bạn phôm mà bạn dán keo mà nằm giữa như thế này là nó kè, nó không bị cong cái vây lưng. Đúng là do một phần là do giống của mình á, một phần là do giống nữa. Nhưng có nhiều con nó đẹp mà giống nó tốt nhưng các bạn không biết cách phôm thì cái lưng của nó vẫn bị cong đi. Thành ra các bạn phải dán là phải chừa một lỗ ở đây để cho nó kè. Sau khi là phôm bên kia giúp cho cá lên màu thì tiếp tục là phôm bên này để cho nó kè, nó bung sai, nó bung đuôi vai nó ra nha các bạn. Và cũng cho ăn lăng quăng và thay nước 3 ngày. Thay nước 3 ngày một lần. Nếu như á, mình khuyên các bạn, nếu như mà bạn nào có chỗ nuôi nắng mà nắng buổi sáng nha, nắng buổi sáng thì càng tốt. Nắng buổi sáng thì các bạn sẽ phơi nắng vào buổi sáng,
sáng sớm á, bạn nào có chỗ nuôi mà nắng sớm từ 7 giờ cho tới 9 giờ là ok nhất. Tránh nắng trưa vì nắng trưa nó lây mèo, với lại nó nóng nước dễ cháy cá lắm. Nên các bạn chỉ để nắng sớm. Nắng sớm giúp cho cá lây màu nha. À, có nhiều anh em cũng không biết điều này đâu. Và nếu như bạn nào nuôi quá nhiều hoặc là không có chỗ để mà phơi nắng buổi sáng thì anh em nên chọn vài con mình thích thôi. Vài con ở trong bầy khi mình tách ra, vài con mà đặc biệt mình thích thì mình đem ra phơi nắng thôi. Khi mà phơi ở trong có hũ đen kia thì bạn sẽ không phơi nắng nha. Có bạc thì chùm lại kín luôn, tối luôn. Sau khi mà phơi cho đó 10 ngày thì các bạn đem qua đây, các bạn phơi là các bạn mới phơi nắng thôi. Và sau khi các bạn phơi 15 ngày thì các bạn tiếp tục nuôi bên cái hũ. Hũ như thế này. Đây là mình ví dụ nha. Ví dụ còn các bạn có thể nuôi trong cái hũ 5 lít keo kính hay cái gì cũng được. Là có nghĩa là cá đã phơi hoàn thành rồi. Là mình sẽ đưa qua đây. Mình nuôi dưỡng như bình thường. Đẹp thì làm giống, không đẹp thì bán đi. Như vậy thôi. Và mình cũng chặn lại và cho cá bình thường, cho ăn bình thường, thay nước bình thường. Đó là cách phơi cá của mình. Là nó gồm hai phần, một phần thứ nhất là tách cá và phần thứ hai là phơi cá như thế nào là đúng cách. Ngày trước á mình chơi á, mình lúc mình mới chơi á, mình cũng ép cá được. Những cái bài đầu thì nó không đạt, nhưng những cái bài sau bắt đầu nó đạt. Và mình không biết cách phơi. Mình không biết cái thời điểm nào là phơi cho nó đúng và mình cũng bắt đại ra mình phơi đó. Sau đó là mình đổ cống luôn. Mà thực ra thì cũng chẳng ai dạy mình hết, chỉ có tự mình học được những cái bí quyết này. Mình học rất là nhiều người, mỗi người một xíu, là mình mới rút ra cái kinh nghiệm riêng cho mình. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em để anh em biết cách anh em phơi cá cho nó tốt. Anh em nhớ nha, thay nước nè, cho nước trong vào, sau đó cho nước la bàn vào. Nước lá bàn thì mình đã có hướng dẫn cho anh em cái cách làm lá bàn rồi đó. Nếu như anh em nào chưa xem thì ở dưới cái phần mô tả có cái clip mình hướng dẫn cho anh em cái cách mà xử lý lá bàn. Đây, lăng quăng mình mới mua về một ít cho cá giống nó ăn. Ok, đó là cách phơi cá của mình. Và mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em biết thêm về cách phơi cá cho nó đúng, để anh em có những con cá đẹp nhất. Mỗi người một cách nuôi cá khác nhau. Đây là cách chia sẻ của mình. Anh em có thể học hỏi thêm những anh em khác về cách phơi cá. Tại vì mỗi nơi nó mỗi khác. Nước nóng lạnh này kia rất là nhiều lý do khác nhau nữa. Nên mình chỉ chia sẻ đây là cách của mình nuôi và mình thấy hiệu quả. Còn anh em nào thấy có cách nào hay hơn hoặc là hữu ích hơn thì anh em có thể comment ở dưới nha. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình có thêm cái động lực để mình chia sẻ những cái bí quyết mà mình nghĩ là sẽ rất tốt cho những người mới chơi. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nha.